Dưng dưng xúc động câu chuyện kể về Bác Hồ, ai cũng có gia đình riêng, trừ Bác, vị cha già kính yêu của đại dân tộc Việt Nam. Đôi mắt cứ dõi về phương Nam, mà trời thì tối mưa tầm mưa tã buồn. Bác cứ nhìn đồng hồ, Bác giục các đồng chí đi về nhà đi. Các đồng chí đây tức là bốn người tôi đã kể đấy. Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp suốt ngày bên cạnh Bác. Tôi bảo thôi, muộn rồi, các chú về nhà đi. Về đi, đừng để các thím mong, thím tức là vợ đấy, các bác coi như em mà. Đừng để các cháu đợi, Bác ở đây một mình cũng được. Thứ bảy, chủ nhật, nhớ cho các cháu vào chơi với Bác, cho Bác vui là được. Thương Bác, nấn ná mà không ai muốn về. Nhưng rồi phải về với gia đình, ai cũng có gia đình riêng một mình Bác thôi. Mà ta nhớ là tuổi già rất dễ cô đơn với các đồng chí nhé. Tuổi già dễ buồn tuổi lắm, ngủ chỉ có một mình thôi, có một mình thôi cho nên mới thương Bác thế này các đồng chí này. Đêm khuya nào ông Vũ Kỳ cũng rón rén vào phòng Bác để tắt đèn cho Bác và vặn nhỏ cái búng đài radio ở đầu giường để Bác ngon giấc. Ra cầu thang không một tiếng động, chưa đi được bước nào Bác gọi rồi, chú Kỳ quay lại cho Bác nhờ một tí. Bác đã ngủ rồi. Bảo thưa Bác cần gì không? Bảo vặn lại cho Bác cái đài, Bác đang nghe tin. Bác 29 ngoại ngữ, Bác nghe bằng tiếng nước ngoài, Bác xem đường đi nước bước của cách mạng phải thế nào, mưu lược như vậy. Câu sau là toàn bộ tâm trạng của Bác về một con người. Bác bảo vả lại để cho Bác nghe tiếng đài cho nó ấm áp, như có hơi người, đỡ cô đơn, đỡ vắng vẻ. Ta mới cảm thấy thương Bác, không có cuộc sống riêng như chúng ta. Ông Vũ Kỳ thương Bác nhất, lại đông con đông cháu hưởng ứng Bác nhanh nhất. Thứ bảy chủ nhật cho cả mặt đàn con cháu vào thăm Bác rất vui. Nhưng có ngờ đâu Bác ra một bài tập rất là khó xử các đồng chí. Chú Kỳ pha nước cho các cháu uống, lấy bánh kẹo cho các cháu ăn. Ông Vũ Kỳ rất là hồn nhiên nhé, Bác cứ mặc kệ chúng nó, con cháu trong nhà. Đúng thật, con cháu của ông ấy. Có ngờ đâu Bác nói là con cháu của chú, nhưng là khách quý của Bác đấy, mà chú là cần vụ của Bác cơ mà. Thế là lại lóc cóc đi pha nước, lấy bánh kẹo cho con cho cháu. Phải nghe lời Bác là như vậy. Bác ứng xử với con người như thế đấy các đồng chí nhé.